Vô thay đồ luôn đi nha con. Vô đi con. Rồi cô ơi, cho tôi hỏi nè, cô tu thật hay cô tu giả vậy? Hả? Quận 10 mà sao có núi? Không, chúng ta xuống núi là người đầy đủ chứ. Chúng ta là đầy đủ ba kiên chứ. Dạ. Nhưng mà ông muốn người chùa nào? Thấy không, chú thấy không? Chú á, ở đây, chú chính là thơ ký thằng cháu người ba. Chúng đang, cô đang có phương án xây dựng lớp học tình thương. Rồi con sẽ hỗ trợ cho cô nếu thật sự cô... Cô có đầy đủ, nói tóm lại như thế. Mà đại đức thì theo rồi không bao giờ nói sai. Thì đúng rồi, đại đức thì không bao giờ nói sai, nhưng mà cô không phải là đại đức. Con khẳng định luôn, nếu con sai con mang tội với Phật và con chịu trách nhiệm trước pháp luật những gì con nói, bởi vì chánh Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đã nói rằng danh thiếp thế này có đầy đủ tất cả. Danh thiếp cái đó không ai làm không được hết cô. Không ai mà không làm được cả nha. Người tu hành không ai sân si đâu cô. Không, chú đi ra khỏi đây. Dạ không. Chú đi ra ngoài kia tí, chú muốn nói chuyện với chú này, chú nói chuyện. Cô cứ cho chú này coi giấy tờ, không có cho chú. Con không có coi giấy tờ của cô. Dạ. Bây giờ cô cho biết chủ trì là pháp danh là cái gì? Dạ, ok. Đó. Thích nữ, thích nữ, đi chuẩn. Đi chuẩn. Bây giờ qua đời rồi. Dạ. Qua đời, nhưng mà qua đời, bây giờ đang thiền công tác ở trong chùa này là ai? Bây giờ xuống núi rồi, sư là chủ. Xuống núi là bây giờ cái chỗ này là chỉ có cô một người đây. Để chỉ có cô đây.
Không có địa chỉ này không biết, tôi muốn biết là cái chùa. Chú tới thăm cho cô được rồi, chú cho chú thành nhà chú ơi. Chú làm một việc công đức có cái gì đâu. Gần đây mà. Ở đâu chú con đến nha. Không, chú cho chú thôi, chứ còn cái chú này cần rỡ. Nhưng mà cái chùa của mình thì rộng mở, ai muốn đến thăm cũng được. Cô xuống núi rồi, cô làm tu ba la mật. Tu la mật, tu chỉ biết giúp đời. Hạnh phúc ba la, bước chân muôn dặn, trọn kiếp này và mãi mãi mai sau. Con chỉ biết làm theo lời Phật dạy, đem tình thương phổ độ khắp muôn loài. Nên là con thực hiện theo 15 điều không của Đức Phật. Cô là khất sĩ chứ? Đi á, cô khất sĩ chứ? Bà con phải về đến tận nơi tu hành của cô. Nếu cô khổ thiệt thì con giúp cho cô. Không. Còn nếu mà cô tu giả thì đề nghị cô không được mặc cái y áo của nhà Phật nữa. Cô biết bao nhiêu người người ta sùng bái đạo Phật mà cô làm như vậy thì sao được? Cô đang gây ra những cái hệ lụy nó rất là xấu. Cô không cần phải giúp đỡ nha. Con đúng, cô không cần giúp đỡ, nhưng mà con cần làm trong sạch lại, đem lại cái trong sạch cho Phật giáo. Của mà con cũng là một trong những Phật tử, con có phải có nhiệm vụ con làm trong sạch Phật giáo. Không nói về nhiệm vụ của con đây, mà nói về con là một Phật tử. Con không muốn là để cho bất cứ ai ô uế hoặc là làm ảnh hưởng cái màu áo của Phật giáo. Con có quyền đó chứ không phải con không có quyền. Bây giờ trước mặt của những người mà đang ở chùa đây, con đề nghị cô là nói thật lành, cô tu ở đâu, cô có xuất gia thiệt hay không. Nếu cô xuất gia thiệt thì mình làm việc theo cái chiều hướng xuất gia thiệt. Con đến tận chùa cô, con tìm hiểu và như thế nào để cô không phải đi làm cái việc sai lầm là đi nhận tiền một cách nó không được phép của giáo hội Phật giáo. Và giấy tờ của cô là 1896 và bây giờ con nói đi tu 3 năm là sao? Tại 3 năm chú cứ bấm lên là chú biết, đưa vào trong là biết thôi. Cái chú đầu tiên ấy là đã phải khi mà mở mắt ra là con nói thật nhất đó. Dạ. Thì từ đây trở đi là con không lên làm như vậy nữa. Mà có làm cũng không được nữa, bởi vì con đăng thông tin lên là ai cũng biết hết rồi. Nhìn được cô là người ta sẽ không bao giờ mà phát tâm cho cái người mà không có phải tu thật như cô đâu. Cô cứ nghĩ là hôm nay cô ngồi nói vậy thì đúng, với cái thẩm quyền của con và chú này ở đây cũng đến mức là trao đổi với cô thôi, chứ tụi con cũng không có quyền gì mà làm hơn thế nữa. Nhưng mà khi mà tụi con những gì mà con xác minh mà không đúng sự thật. 15 cái điều không Đức Phật đấy là không cần những người càn rỡ, như chú là thuộc vào cái dạng thành phần càn rỡ, không thân người giàu sang, nên là không gần những người càn rỡ. Bây giờ cô nói là cô là lương y đúng không? Cô chữa bệnh, bây giờ con chở cô về tận nơi hoặc là con đón xe cho cô về, con sẽ đến tận nơi cô chữa bệnh để con. Cô có thuốc để trợ duyên cho giúp đỡ cho những người nghèo. Ờ đúng rồi. Cô còn ba đấy, đang có bị ung thư đấy. Ở đâu? Cô có chứ. À. Có làm là thuốc có ở nhà tư hoặc là ở chùa. Có địa chỉ chú rồi mà chú còn hỏi nữa. Cô làm gì mà đến dự án xây dựng lớp học tình thương? Cô đã làm. Cái dự án cô đặt tên là dự án mà con thấy cô phải đi khất thực, cô lấy từng đồng từng bạc gì thì dự án này chừng nào thành công? Không phải đi khất thực mà lấy tiền để làm chứ chú ơi. Phương án chứ không phải là cô xây dựng ở đó, cô đang hiện tại cô đang ở đó. Hiện tại sư đang ở đó nhá. Đang ở cái à vậy là cái hiện tại sư đang ở đó. Bốn nó là một cái nhà riêng hay là một cái nơi tu hành? Cái nhà riêng. À. Vậy thì cô chẳng có tu hành gì cả nha. Mua Phật, cái này cô mua để cô làm cái bước tiến cô tiến tu của sư. Rồi thôi được rồi, con cảm ơn chú. Vậy cũng quá rõ rồi. Rồi con tiếp tục để cho cổ đi ra ngoài và con tiếp tục sẽ theo dõi bước chân của cô lên trên cái con đường mà cổ đi. Con cảm ơn các chú, cảm ơn các cô đã làm phiền. À thì cô nên nhớ nha những cái gì mà dạ rồi con mời cô đi. Con cảm ơn các cô.